Mark One số 1 về Mark. Vâng, Mark One xin chào anh em. Và trên tay mình đây đang là một chiếc MacBook Pro 13 inch 2017 với mã là MBXV2. Nói tới đây thì chắc nhiều anh em sẽ hỏi mình là tại sao không review những năm 2018 mà lại cứ review những chiếc máy cũ. Thì là tại vì là anh thích. Đùa anh em thì thôi, lý do là tùy từng nhu cầu của mỗi người lựa chọn một chiếc máy tính đời cũ hơn nhưng vẫn đủ hiệu năng và giá thành rẻ hơn thì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Trước khi mà vào video hôm nay thì hôm nay mình sẽ nói theo quan điểm của mình để anh em có cái nhìn cũng như lựa chọn tốt hơn. Bây giờ thì anh em vào review thôi. Như em có thể thấy thì về ngoại hình thì cũng không khác lắm so với đời 2016, vẫn là nhôm nguyên khối và kể cả là 2018 luôn. Anh em đều đã biết thì năm 2016 trở đi để Apple đã làm lại các cổng kết nối ở hai bên thì chỉ dùng Type-C. Chúng ta ở đây thì có 4 cổng Type-C và một jack tai nghe 3.5. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần bên trong. Trước tiên thì sẽ là camera 720 FaceTime HD. Ngay bên dưới thì chúng ta có một màn hình LED 13 inch Retina. Mình không nhầm thì là 2560 x 1600 pixel. Màn hình này thì giúp anh em có nhìn sâu hơn cũng như là tươi tắn hơn. Tiếp theo là touch bar, nhưng mà sẽ giúp anh em có nhiều tùy chỉnh hơn này, tiện ích hơn như là tăng giảm âm lượng, mở khóa vân tay, vân vân. Nhưng mà tính năng này đối với mình thì mình rất ít khi dùng. Tiếp theo là điểm mà mình thích nhất, đó là bàn phím cánh bướm và trackpad. Thì bàn phím này sẽ giúp là có độ đàn hồi cũng như là ổn định ấn phím thì lướt là rất là thích. Còn trackpad này thì mình cực thích tại vì nó khá là to so với bản cũ, thì vừa tay và dễ sử dụng hơn là trackpad nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào phần chính là thông số kỹ thuật. Như anh em có thể thấy thì chiếc máy của chúng ta chỉ nặng 1,37 kg. CPU thì Intel Core i5 3.1 GHz Turbo Boost lên tới 3.5 GHz. Và GPU sẽ là Intel Iris Graphics 650. Bộ nhớ sẽ là 256GB SSD và RAM sẽ là 8GB LTDR3. Ngoài ra thì chúng ta có thêm hệ thống làm mát giúp loại bỏ nhiệt hiệu quả hơn các thế hệ tiền nhiệm, cũng phần nào đỡ lo về cái tình trạng nóng máy làm ảnh hưởng đến hiệu suất của máy nữa. Qua một tuần mình dùng và trải nghiệm thì mình thấy là cấu hình như thế này thì khá là ổn. Tuy là không phải là Core i7 nhưng mà cũng đủ hiệu suất để chỉnh sửa video, xem phim hay là chơi game, nghe nhạc. Nói chung là khá là ổn với tầm giá là 32,5 triệu, giá quá hời tại Mark One. Vậy là mình đã review xong cho anh em về MacBook Pro 13 inch 2017 và mong rằng anh em sẽ có những sự lựa chọn tốt hơn và phù hợp hơn với mình thông qua video này nhé. Vậy thì Mark One xin chào và hẹn gặp lại anh em trong số tới.